Xin chào mọi người đến với nhạc cụ Thì Organ. Hôm nay Thiện có khui thùng và thử đập hộp đàn Custman K360. Thì Thiện hôm nay Thiện sẽ sẵn khui cho một vị khách để ship về Hà Nội. Thì bây giờ Thiện cũng sẽ khui để giao lưu với mọi người, để chúng ta kiểm tra và cài đặt băng tiếng trước khi giao cho khách ha. Đây, khi mua tại nhạc cụ Thì Organ á, mọi người sẽ được tặng bao, chân và đặc biệt là giáo trình dạy đàn đệm hát nào gan online do chính Thiện soạn luôn. Đây là đàn Custman K360. À, rất là đẹp ha. Bây giờ Thiện sẽ khui trực tiếp để giao lưu với mọi người. Còn cây đó là Thiện đã demo. Thiện để demo. Đây. Đây là một số phụ kiện mà khi mua tại nhà cụ Thiệu Gan mọi người sẽ nhận được. Đó là bao. Bao nè, và sách và chân. Sách này rất là hay ha. Sách này là chuyên dạy để đệm hát và solo luôn. Đó, sách này là do chính Thiện soạn luôn, trị giá là 800k. Nhưng mà Thiện sẽ tặng kèm. Rồi. Bây giờ đây là đàn Custman K360. Đây, khui thùng ra rất là đẹp luôn. Thiện sẽ để ở đây. Đây. Đàn cân nặng thì tầm khoảng 6 đến 7kg thôi. Chúng ta rất là tiện lợi để mang đi nha. Rồi. Đây. Rồi, mọi người lưu ý khi mà mọi người nhận hàng thì đây là cái phần cục nguồn nha. Phía bên tay phải ở nhiều khi nó có màu trắng nên chúng ta khó thấy. Còn dưới thùng đàn thì sẽ có phiếu bảo hành. Đàn này là bảo hành 24 tháng. Đấy, bây giờ Thiện sẽ tiến hành khui ra và cài điệu cho mọi người và set up băng tiếng trước khi giao nha. Ok. À, còn kia là cái đàn demo đó, mọi người có thể nhìn thử cái đàn demo bên đó. Cái đàn demo bên Thiện á, Thiện đã cài sẵn điệu rồi, còn cái này là mới chưa có cài điệu. Đấy, với giá tầm 7.3 triệu thì trên thị trường hiện tại là duy nhất cái đàn này có thể chép được 150 điệu. À rồi đây, rồi chúng ta sẽ cùng mở hả. Đây là đàn Custman K360. À, những điểm nổi bật cái này là thu âm rồi kết nối với dàn loa rồi có bên luyến lấy, đặc biệt á phía sau cái đàn này á mọi người có thể lắp pin. Chúng ta không cần cắm điện cũng được. Đó, có thể mang bất kỳ đi đâu. Rất là nhẹ, thiết kế 61 phím. Đây. Cây này thì Thiện chưa có cài điệu nha. Còn cây này là cây demo tại cửa hàng. Thì Thiện chia sẻ với mọi người đây. Cây này demo thì đàn có chép rất là nhiều điệu. Đấy, đi chậm mà em. Đó. Có rất là nhiều điệu trên này luôn. À, rất là nhiều điệu luôn ha. Đàn rất là hay luôn. Đây là phím đàn. Đây. Ok. Đây. Đó. Như vậy là Thiện bây giờ Thiện sẽ tiến hành cài đàn, cài điệu và cài băng tiếng và kiểm tra hết tất cả trước khi gửi về cho khách hàng. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo về dòng đàn Custman K360, giá hiện tại là 7.390.000 thì mọi người có thể liên hệ qua cho nhà cầu thiệu Gan số 0973675251. Xin chào mọi người.